Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ màn hình SBTNDC. Sau đây là chương trình các cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam. Chương trình truyền hình của Hội Cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam, vùng Hoa Thịnh Đốn và Phù Cận xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình gồm có tin sinh hoạt của Ban chấp hành Tổng hội, sinh hoạt của Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu do Thanh thiếu niên Đa hiệu Võ Đức Tường Lăng thực hiện. Và sau cùng, cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khóa 24, nói về tâm thư của Linh Mục Nguyễn Kim Điền. Nhưng trước hết, kính mời quý vị theo dõi tin Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam hưởng ứng chiến dịch nhân quyền cho Việt Nam. Sau khi ca nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, phổ biến hai bản nhạc Anh là ai và Việt Nam tôi đâu, thì Bảo quyền Cộng sản Hà Nội đã bắt anh vào dịp Giáng sinh 2011. Đài SBTN đã phối hợp với Ủy ban Cứu người vượt biển phát động chiến dịch nhân quyền cho Việt Nam, kêu gọi cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Obama xét lại vấn đề giao thương với Bảo quyền Cộng sản Hà Nội cũng như can thiệp cho các tù nhân lương tâm đang bị Bảo quyền Cộng sản giam cầm. Ngày 9 tháng 2 năm 2012, Niên trưởng Nguyễn Văn Chấn, khóa 9 Tổng hội trưởng đã kêu gọi toàn thể cựu sinh viên sĩ quan, quý đoàn viên phụ nữ Lâm Viên cũng như Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu tích cực tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư nhằm tố cáo sự vi phạm nhân quyền vô cùng trầm trọng tại Việt Nam. Đồng thời, Ban chấp hành Tổng hội cũng yêu cầu đại gia đình võ bị tích cực hợp tác với các hội đoàn người Việt quốc gia tị nạn, đẩy mạnh công tác đấu tranh, đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, tiếp đến, Thanh thiếu niên Đa hiệu Võ Đức Tường Lăng, Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu, có đôi lời với toàn thể Thanh thiếu niên Đa hiệu về tham dự Đại hội 18 tại Hoa Thịnh Đốn. Được biết, Tổng đoàn trưởng Võ Đức Tường Lăng là một sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ và đã từng tham chiến ở chiến trường Afghanistan. Mời quý vị theo dõi sau đây. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN, các cựu sĩ quan xuất thân trường bảo vệ quốc gia Việt Nam và các anh chị em đoàn thanh thiếu niên Đa hiệu. Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu xin thông báo sẽ tổ chức đại hội cho đoàn thanh thiếu niên Đa hiệu song hành với đại hội thứ 18 của cựu sinh viên sĩ quan trường bảo vệ quốc gia Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, 2012. Chương trình gồm có các buổi thuyết trình về tình hình tại Việt Nam do một số chuyên gia trình bày, buổi tâm tình giữa các anh chị em về vai trò thanh thiếu niên Đa hiệu trong việc nung đúc phong trào đòi hỏi nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, cuộc du ngoạn đến thăm những địa điểm chính tại Hoa Thịnh Đốn và cuộc bầu cử ban chấp hành Tổng đoàn nhiệm kỳ 2012-2014. Các chi tiết của chương trình sẽ được phổ biến trong những tháng sắp tới. Nếu các bác hoặc các anh chị em có ý kiến về chương trình, xin vui lòng góp ý qua email thanhthieunniendahieu@gmail.com. Tổng đoàn cũng xin thông báo đang thi hành chương trình học bổng Tự thắng để dấn thân dành cho các thành viên thanh thiếu niên đa hiệu hiện đang sống tại Việt Nam, đang học từ trung học tới đại học và đang gặp khó khăn về tài chính. Chương trình học bổng sẽ phát tới 15 giải học bổng, mỗi giải giá trị 200 Mỹ Kim, hạn chót nộp đơn là ngày 15 tháng 5, 2012. Kết quả tuyển chọn học bổng sẽ được công bố vào cuối tháng 6. Nếu các bác hoặc các anh chị em có biết đến những thành viên đa hiệu còn đang ở trong nước và cần sự giúp đỡ và tài chính để tiếp tục con đường học vấn, xin liên lạc thanhthieunniendahieu@gmail.com hoặc 319-471-1854. Một lần nữa, Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu xin kêu gọi các anh chị em tham gia Đại hội 18 đông đủ và thông báo rộng rãi chương trình học bổng. Xin chân thành cảm ơn và nhân dịp năm mới, kính chúc quý khán thính giả Đài SBTN và
và đại gia đình Võ Bị một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn anh Võ Đức Tường Lăng. Và kính thưa quý vị, sau đây cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khoa 14 sẽ nói về tâm thư của linh mục Nguyễn Kim Điền. Mời quý vị theo dõi. Kính chào quý vị. Để việc tranh đấu giành tự do dân chủ cho quê hương có hiệu quả và nhanh chóng, các tín hữu và tu sĩ các tôn giáo cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh toàn dân, hầu đập tan bè lũ cộng sản vô thần. Chúng tôi trân trọng giới thiệu tâm thư của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền, một văn kiện quan trọng đánh dấu một ý thức sâu xa về sự hiệp thông và đoàn kết như sau. Kính gửi quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, quý thân hữu quốc tế tại các quốc gia tự do. Nước Việt Nam lại trải qua một năm với tình hình ngày càng nghiêm trọng và những khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Bên ngoài thì Bắc Phương tiếp tục xâm lấn đất nước về nhiều mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa, lãnh thổ. Bên trong thì nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục điều hành đất nước một cách yếu kém, vật giá gia tăng, môi sinh hủy hoại, giáo dục xuống cấp, văn hóa đạo đức suy đồi, cuộc sống người dân ngày càng điêu linh khốn khổ. Biến bộ máy nhà nước thành công cụ cho Đảng, Quốc hội ngoan ngoãn, công an đàn áp, tòa án bao che, báo chí một chiều, các nạn nhân của độc tài áp bức, tham nhũng ngày càng gia tăng. Trước tình thế ấy, noi gương Đức Giêsu, vị Tôn Xu đã sống và đã chết vì công lý, tuân hành giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo, làm theo đòi hỏi của lương tâm công dân và bổn phận lãnh đạo tinh thần. Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền chúng tôi tuyên bố: thứ nhất, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với quý tín đồ Hòa Hảo đang bị cầm tù như ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, với quý lãnh đạo tinh thần đang bị tống ngục như mục sư Dương Kim Hải, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Trung Tôn, hay đang bị sách nhiễu như mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch, với quý chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Thích Không Tánh đang bị quản chế, với giáo hội Cao Đài vì Thánh Thất Mỹ An và Nghĩa Trang Thái Bình đã bị san bằng, với quý dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà đang bị tước đoạt đất đai nhà cửa mà bị hành hung, vu khống, lăng nhục, với giáo dân Cồn Dầu tiếp tục bị bách hại, với linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị tù lần thứ tư và năm thứ 17. Tất cả đều là nạn nhân của chính sách đàn áp tự do tôn giáo, tiêu diệt các giáo hội cách khốc liệt và thâm độc của Cộng sản qua pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng. Thứ hai, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với 17 thanh niên công giáo và tin lành đang bị giam cầm, với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, với nhà dân báo Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải, với chiến sĩ dân oan Hồ Thị Bích Khương đang bị những án tù dài hay bị giam giữ không có án lệnh. Tất cả họ đều là nạn nhân của nền chính trị độc tài, đàn áp các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội qua hai điều luật quái đản không hề có trong pháp chế của nhân loại văn minh, điều 79 và 88 Bộ Luật Hình Sự. Thứ ba, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị giam cầm 2 năm không xét xử, với các nhà dân báo Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện đang bị đe dọa, hốt vô hiệu hóa triệt để vì đề cập đến việc biểu tình, với số trí thức, sinh viên, học sinh, dân thường chỉ vì tham gia 12 cuộc xuống đường chống ngoại bang xâm lược đã bị hành hung, vu khống, lăng nhục, đuổi việc. Tất cả họ đều là nạn nhân của đường lối hèn với giặc, ác với dân của Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ tư, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với nhà báo Hoàng Khương tại Sài Gòn bị bắt vì đã vạch trần tố cáo tệ nạn tham nhũng, với anh Đoàn Văn Vươn và thân nhân tại Tiên Lãng bị dồn vào bước đường cùng vì sự cháo trổ, lừa gạt của nhà cầm quyền lẫn tòa án địa phương. Chúng tôi tha thiết kêu gọi Đảng và nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy lấy chính trực để điều hành đất nước, hãy lấy tâm thành để đoàn kết nhân tộc, biết khôn ngoan để khôi phục dân quyền và nhân quyền, biết suy xét để hoàn trả tự do cho các tù nhân lương tâm, biết tỉnh táo để nhận ra sự phẫn nộ ngày càng dâng cao của quần chúng trước sự bất tài, bất lực và bất nhân của quý vị. Cuối cùng, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng và hối cải cho những ai đang chà đạp nhân quyền,
cũng như ơn kiên trì, can đảm và đoàn kết cho những ai đang đấu tranh khôi phục nhân quyền trên đất nước chúng ta. Làm tại Việt Nam ngày 12 tháng 1 năm 2012, ngày đối thoại nhân quyền Việt Nam Liên Âu, đại diện nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Stefano Chân Tín, Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Phêrô Phan Văn Lợi, với sự hiệp thông của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù tại Nam Hà. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bài nói chuyện của cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức cũng đã kết thúc chương trình của Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị quốc gia Việt Nam, vùng Hòa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Vâng, anh xin kính chào. Chương trình tối nay của chúng tôi đến đây là mãn. Thiên Nga thân mến, chúc quý vị và các bạn có buổi tối đầm ấm hạnh phúc. Hẹn tái ngộ quý vị trong buổi phát hình sáng mai.